đau đầu dữ dội, sợ ánh sáng, người đàn ông phát hiện mắc khối u hiếm gặp. Xuất hiện cơn đau đầu dữ dội kèm nôn nhiều và hiện tượng sợ ánh sáng, người đàn ông ở Hà Nội phải đến bệnh viện thăm khám. Trung tâm Y học Hạt nhân và Ung bướu Bệnh viện Bạch Mai vừa thông tin về ca bệnh có khối u hiếm gặp. Bệnh nhân là anh A, 41 tuổi tại Hà Nội, có tiền sử tăng huyết áp, điều trị thường xuyên. Ngày 30 tháng 9 năm 2022, người bệnh đau đầu dữ dội vùng thái dương kèm buồn nôn, nôn nhiều, sợ ánh sáng. Bệnh nhân khám tại khoa cấp cứu của một bệnh viện và được chẩn đoán theo dõi đau đầu do căng thẳng. Anh A đã điều trị nội khoa theo đơn của bác sĩ, tình trạng đau đầu thuyên giảm, tuy nhiên anh vẫn lo lắng nên đã khám sức khỏe tổng quát tại bệnh viện Bạch Mai. Quá trình thăm khám tình cờ phát hiện khối u vú phải, anh A vào Trung tâm Y học Hạt nhân và Ung bướu để tiếp tục chẩn đoán và điều trị. Sau khám lâm sàng và siêu âm, bệnh nhân đã được sinh thiết u vú phải ngày 4 tháng 10. Các bác sĩ chẩn đoán xác định anh A có tế bào hạt vú phải lành tính kèm tăng huyết áp. Bệnh nhân được hội chẩn chuyên khoa phẫu thuật lồng ngực và được chỉ định phẫu thuật cắt bỏ khối u vú phải. Sau phẫu thuật, vết thương liền tốt, không gặp các biến chứng hậu phẫu. Hiện tại, bệnh nhân đã được hội chẩn hội đồng đa chuyên khoa tại Trung tâm Y học Hạt nhân và Ung bướu, theo dõi định kỳ sau phẫu thuật. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.